Màu xanh nhìn hay ha. Chủ yếu xanh có màu vàng để hấp dẫn. Màu đẹp ghê luôn. Màu áo của em. Sao này đâu ngứa đó mà. Cũng mới lần đầu tiên thấy nè. Chào không? Đẹp ghê á. Giống như ngọc nha. Sao nó trong như ngọc. Đẹp ghê á. Cho lên. Thì được ba cái đũa hả? Đẹp ghê. 4 cây hả? Ừ. 3 cây chứ. 3 cây mà một cây nhỏ. Không biết con mắt nó nằm đâu. Chắc cái này chứ. Có 2 cây luôn ạ. Cái sống mà. Cái chỗ đó có 2 cây nó lượng, một cây to một cây nhỏ luôn. Không được không? Được. Ok, rồi không biết là được. Đâu ra được.